Một con chân mang thai dài hơn 7 mét, nặng 130 kg đã bị bắt và giết chết trong một khu rừng ở Indonesia vào ngày 21 tháng 9 vì lo sợ nó sẽ làm hại cho người dân ở ngôi làng gần đó. Con vật khổng lồ được một người dân phát hiện khi nó đang trốn trong bụi rậm gần làng Lá Tom, Đông Nam Sulawesi vào ngày 21 tháng 9. Vì kích thước con vật quá lớn, người này đã quay về kêu 8 người khác đến hỗ trợ. Sau khi giết con chăn, nhóm người đã khiêng nó ra khỏi rừng. Trưởng làng đã kêu gọi người dân đi thành nhóm khi làm đồng vì có thể vẫn còn những con chăn lớn khác ẩn náu gần ngôi làng.